Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Văn Thắng Toyota. Hiện tại thì Thắng đang đứng trước mặt một chiếc xe rất là quen thuộc luôn, để cho quý anh chị ta mua về để mà chạy kinh doanh, dịch vụ, hoặc là với kết hợp với việc chúng ta chạy gia đình đều rất ok nha quý anh chị. Xe 8 chỗ rộng rãi, gầm cao, tiết kiệm nhiên liệu nè, độ bền cao nữa, và chi phí bảo dưỡng hàng tháng cũng thấp nữa nha quý anh chị. Đây là xe Toyota Innova 2.0e phiên bản số sàn, sản xuất 2017 nha quý anh chị. Xe đi được 82.000 km, mang biển số thành phố, rất thích hợp cho quý anh chị nào chúng ta đang có hộ khẩu thành phố á. Chúng ta mua cái xe này chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Xe màu đồng bánh kim, xe gia đình hoàn toàn luôn. Xe này không có chạy kinh doanh dịch vụ một ngày nào luôn nha quý anh chị. Xe thì mới về thì có một số chỗ chạy xước công ty sẽ tiến hành sơn và đánh bóng lại nha. Còn về chất lượng xe thì cam kết không cấn đụng tai nạn, không ngập nước, không tua đồng hồ nha quý anh chị. Ngoài ra thì sau khi quý anh chị ta mua cái xe này á, bên hãng bên Thắng á sẽ tiến hành bảo hành thêm 1 năm hoặc là 20.000 km về động cơ và hộp số nha. Cho nên về phần chất lượng thì quý anh chị ta yên tâm, tại vì chúng ta đã vô hãng chúng ta mua cái xe thì chúng ta yên tâm về phần chất lượng nha. Hãng bảo hành hết những cái vấn đề đó. Xe rất là đẹp luôn nè. Xe nước sơn rất là liền lạc nha quý anh chị. Lớp thì đã được chủ trước thay lớp mới rồi, rất là dày luôn. Quý anh chị ta để nguyên mà dùng thêm khoảng độ 60 đến 70.000 km nữa mới có thay nha. Xe thì có cái đường viền chân kính, cái này là chủ lắp thêm nha quý anh chị. Tạo điểm nhấn cho cái xe và có một số phụ kiện bên ngoài như là dán phim che mưa, chắn cửa, những phụ kiện cơ bản rồi, ốp nắp xăng là chống chày cốp, rồi ốp viền đèn. Nói chung là cái xe này là phụ kiện hơi bị nhiều quá. Tại vì mua đi gia đình mà, cho nên chủ người ta cũng muốn trang bị những cái thứ tốt nhất lên xe mình nha. Xe màu đồng bánh kim. Thì đối với những chiếc Innova 2017 thì giá thành cũng tương đối rẻ so với 2018, 2019 nha. Vừa đủ để quý anh chị ta mua chạy kinh doanh á, thì chúng ta sẽ mau lấy lại vốn hơn nha. Xe thì rất liền lạc luôn nè, cửa nẻo này nọ không có va chạm gì hết luôn. Xước sơn thì có chạy xước này, ví dụ như chỗ này hơi bóp nhẹ nè, chỗ này công ty sẽ tiến hành dọn lại hết. Nói chung xe cũ về quý anh chị, cái việc mà chạy xước là bình thường nha, quan trọng một điều là không cấn đụng tai nạn thôi. Những chỗ nào chạy xước thì sẽ tiến hành sơn và làm lại hết, làm lại trong hãng luôn nha. Thì cái màu sơn nó sẽ đúng theo cái màu sơn nguyên bản từ lúc như mua xe mới nha quý anh chị. Rồi chúng ta vô trong chúng ta coi cái nội thất như thế nào nha. Đây nội thất đây quý anh chị. Đây. Đó, xe thì đã được chủ trước lên bộ ghi da màu cam nè, có bọc trần, có chải sàn, có bật phước lên xuống inox nè, rồi có đầu DVD tích hợp camera gear, có trải tắp lô, có bao tay lái, nói chung là phụ kiện đầy đủ. Chỉ còn đúng thiếu đúng cái camera hành trình thôi. Thì nếu như quý anh chị ta lên coi xe này đi, coi xong đi rồi Thắng sẽ những phụ kiện nào mà cần thiếu á, Thắng sẽ xin thêm công ty hỗ trợ cho quý anh chị để cho nó đủ bộ luôn. Chúng ta mua về chúng ta không cần phải đi đâu làm thêm phụ kiện hết, tốn thời gian và tốn tiền nha quý anh chị. Xe rất là đẹp luôn, xe gia đình. Thì ngoài thị trường hiện nay thì xe cũng nhiều lắm, nhưng mà những cái xe lỗi thì mình Thắng thu không có được, thì lâu lâu lại về những cái chiếc xe mà gia đình như thế này thì quý anh chị chúng ta yêu thích thì có thể nhanh tay gọi cho Thắng nha, để mà coi xe và chúng ta sở hữu để tránh mất cơ hội nha quý anh chị. Và chiếc xe Innova số sàn 2017 này đang được công ty bên Thắng dự kiến chào bán mức giá là 575 triệu nha quý anh chị. 575 triệu cho chiếc Innova số sàn 2017. Đi được 82.000 km, mang biển số thành phố mà ngoại thất là màu đồng bánh kim. Thì nếu như quý anh chị ta quan tâm mẫu xe này hãy gọi cho Thắng nha, Thắng sẽ tư vấn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán, và hoặc là chúng ta muốn mua góp ngân hàng thì Thắng sẽ tư vấn về hồ sơ thủ tục cần cái gì. Và đồng thời thì sẽ hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế lái thử nha. Đồng thời thì bên Thắng hiện nay cũng đang còn một số mẫu Innova khác, như là Innova số sàn 2017 thì có màu trắng, màu bạc nè, rồi những chiếc khác nữa, rồi 2018, 2019, 2020 luôn. Fortuner thì có Fortuner 2017, 2018 nè, máy dầu số sàn. Rồi Fortuner máy xăng thì có tất cả các đời từ 2012 đến 2019 luôn. Rồi những cái mẫu sedan như là Grandis nè, Vios nè, rồi Camry nè, đó những dòng chủ lực của Toyota. Thì bên Thắng hiện nay cũng có những cái xe đó. Thì nếu như quý anh chị chúng ta đang cần tìm xe thì hãy gọi cho Thắng đi, Thắng sẽ cập nhật những cái xe mà bên Thắng đang có để xem coi có chiếc nào nó phù hợp với quý anh chị không thì chúng ta lựa chọn nha. Đồng thời thì hiện nay bên Thắng cũng đẩy mạnh mua vào tất cả những cái chiếc xe cũ nha quý anh chị, của tất cả các hãng luôn. Nếu như quý anh chị nào chúng ta đang có xe cũ cần bán để mà đổi xe, cần nâng cấp đề xe, hay là cần tiền kinh doanh gì đó, hãy gọi cho Thắng này, Thắng sẽ định giá xe cũ miễn phí cho mình luôn. Đồng thời thì sẽ mua vào với mức giá cao nhất có thể nha quý anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha.